Bây giờ chúng ta sẽ khắc phục một cái lỗi ở máy này. Đó chính là lỗi bị nhiễu hình video. Bây giờ chúng ta sẽ cho một cuốn băng vào để test máy. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Chúng thấy là nó báo cái lỗi là loud RF, tức là tín hiệu đọc ra từ đầu video bị yếu, cũng như là hình nó bị nhiễu một phần, đặc biệt ở đây là chính là nhiễu vào cái phần dưới, một nửa khung hình dưới. Bây giờ tôi chỉnh tracking nè, thì tracking maximum lên rất là thấp, nó chỉ khoảng là 40% thôi. Cái tín hiệu chói thì không sao, nhưng mà cái tín hiệu màu nó đã bị nhiễu ở cái phần dưới nha, chúng ta thấy rất là rõ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái lỗi này bằng cách là đo tín hiệu. Thì trước khi đo tín hiệu, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về cái mạch nguyên lý của nó. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục cái lỗi này. Thì theo kinh nghiệm của tôi, những cái hiện tượng này nó liên quan về vấn đề là mép từ là nhiều. Chúng ta nhớ lại là cái tín hiệu chói không sao, nhưng mà cái tín hiệu màu nó đã bị nhiễu ở một cái phần nửa dưới của hình, thì có khả năng là một mép từ đã bị hỏng. Thì cũng chưa hẳn là mép từ hỏng, mà có thể do cái tín hiệu từ mép từ đó đến cái mạch khuếch đại đầu từ nó có vấn đề. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái mạch khuếch đại đầu từ. Thì đây chính là cái sơ đồ của nó. Nó sẽ gồm có một sơ đồ khối và một sơ đồ chi tiết. Thì sơ đồ chi tiết này nó quá là phức tạp, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ tập trung vào cái phần sơ đồ khối mà thôi. Thì như tôi đã nói á, cái M2 này á, cái tín hiệu của nó khá giống với beta cam, tức là màu và chói nó ghi riêng tách biệt với nhau bằng những cái mép từ riêng. Nó có một cặp mép chói và một cặp mép màu. Thì cái cặp mép chói á, nó đọc tín hiệu ra vẫn đúng, nhưng mà cái cặp mép màu qua nó đọc ra tín hiệu bị mất. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái phần khuếch đại đầu từ này thôi. Thì chúng ta thấy nè, ở đây nó có một cái khối dùng để kết nối với cái rum nè, nó đề là C hit CH1, có nghĩa là cái mép từ này là mép từ màu và là CH1. Rồi tương tự ở dưới đây, nó có nối với lại cái mép mép màu và là CH2. Tương tự ha, ở trên đây nó sẽ có cái ngõ vào gọi là Y nè, tức là tín hiệu chói nè của CH1. Và dưới đây là nối với lại mép Y CH2. Thì mỗi cái tín hiệu này nó đi qua một cái khối chuyển mạch. Nó còn có qua cái relay nè. Relay này có tác dụng là chuyển mạch giữa ghi và phát. Thì sau khi ghi nó sẽ qua một cái biến áp là T102, T101, T201, T202. Sau đó nó qua một khối khuếch đại và xử lý, nó đưa ra một cái mạch khác nữa. Đây chính là cái tín hiệu xử lý sau này ha. Thì nó có hai cái TB mà chúng ta cần quan tâm, đó chính là TB201 và TB202. TB201 này đó là tín hiệu Y của CH1, và TB202 này đó chính là tín hiệu Y của CH2. Chúng ta lưu ý là hai tín hiệu này nó có luân phiên với nhau, thì sau khi nối hai cái tín hiệu lại nó sẽ ra một cái tín hiệu hoàn chỉnh. Và tương tự nữa, đối với cái khối khuếch đại C này nó cũng có một khối relay chuyển mạch giữa phát và ghi, và đây nó có một cái cũng qua hai cái biến áp, rồi qua cái khối khuếch đại, rồi qua một cái khối rất là nhiều ha. Thì sau đó nó cũng cho ra cái TB là 203, TB204. Đây chính là cái tín hiệu nè, tín hiệu ra C2 nè, đây là C1 và đây chính là C2. Thì nó có tổng cộng nó có 4 ngõ ra, thì 4 ngõ ra này nó sẽ đi đến cái mạch là giải mã video.
Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu giữa bốn cái TB này xem nó có hay không. Thì tôi nghi ngờ là một trong bốn cái này đã mất rồi. Và có khả năng á, là TB203 hoặc là T2204. Vì đây chính là hai cái TB liên quan đến lại mép màu. Bây giờ chúng ta sẽ dùng máy hiện sóng để kiểm tra. Đây chính là cái mạch khuếch đại đầu từ. Bây giờ chúng ta sẽ đo tín hiệu. Đầu tiên tôi sẽ kẹp vào TB 201 để đo tín hiệu ra từ cái mép chối thứ nhất CH1. Chúng ta thấy là có tín hiệu. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang đo tín hiệu là mép chối CH2 TB 202. Cũng có tín hiệu luôn. Bây giờ tôi sẽ đo đến TB 203. Đó là tín hiệu ra từ mép màu CH1. Vẫn có tín hiệu. Và bây giờ chính là mép cuối cùng là TB 204, tín hiệu ra từ mép màu CH2. Chúng ta thấy là hoàn toàn không có tín hiệu. Vậy là có khả năng là cái mép từ bị hỏng, hoặc cũng có thể là cái dây dẫn từ mép từ đến mạch khuếch đại đầu từ này bị hỏng. Hoặc cũng có thể là cái mạch khuếch đại đầu từ nó bị hỏng cái kênh này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từ từ. Cái khối liên quan đến đầu từ này nó khá là phức tạp. Thậm chí là nó hỏng cái vấn đề chúng ta vẫn chưa xác định rõ. Chỉ biết là nó bị mất một mép mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ở cái phần dễ nhất, đó chính là đo liên lạc giữa cái room và cái mạch khuếch đại đầu từ này. Bây giờ tôi sẽ rút cái giắc này ra và kiểm tra. Đây chính là hai cái giắc. Thì giắc màu xanh này chính là nối với lại hai mép màu, và cái giắc màu nâu này, màu nâu cam này chính là nối với lại hai mép chối. Chúng ta thấy là mỗi giắc nó sẽ có 6 chân, trong đó hai chân giữa màu đen là chân mát và hai chân ngoài bìa đó chính là hai cái chân nối với lại cái vòng dây của cái biến áp xoay trong room. Bây giờ chúng ta sẽ đo liên lạc giữa những cái vòng dây như thế nào. Tôi sẽ dùng điện trở để đo liên lạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm tra về cái mép ok trước, đó chính là mép chối. Bây giờ tôi sẽ cắm hai cái chân điện trở vào hai cái chân nối này. Nếu như đúng á, tôi dùng điện trở đây 1,8 kg. Nếu như mà đúng á, có liên lạc á thì nó sẽ hiển thị ra cái ohm rất là thấp. Có thể là dưới dưới 1 ohm, thử kinh nghiệm của tôi là dưới 1 ohm. Bây giờ tôi sẽ đo nè. Đấy, chúng ta thấy là dưới 1 ohm. Bây giờ tôi đo đến cái mép còn lại của mép chối. Đấy, cũng dưới 1 ohm luôn. Bây giờ tôi sẽ đo đến mép màu. Đây, dưới 1 ohm. Bây giờ đo mép còn lại nè. Chúng ta thấy là nó có giá trị rất cao. Và cái giá trị điện trở này bằng với cái giá trị 1,8 kg mà con điện trở chúng ta câu vào. Vậy có thể nói là cái sợi dây này đã bị hỏng rồi. Tức là liên lạc giữa cái room và cái sợi dây này bị hỏng. Thì nó xảy ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, có thể do là cái sợi dây này bị đứt. Thứ hai, là do các vòng thứ cấp của biến áp xoay bị đứt. Sau một thời gian mày mò nghiên cứu thì tôi đã tháo được cái room và tôi phát hiện ra là nó đứt một cái vòng dây đồng trong đây. Một dây đồng của cái mép màu nối ra. Rất khó. Đó chính là cái dây vàng với xanh nè. Vàng với xanh nó đi vào đây. Thì nó sẽ có một cái lỗ ferrite ở dưới. Và nó sẽ móc từng dây đồng ra. Có nghĩa là ở giữa cái lớp ferrite này nó sẽ có một cái mối hàn. Mà bây giờ nó dán keo rồi. Rất khó. Lỗi này quá khó khắc phục.
Đối với những cái máy khác á, thì ở đây nó có một cái lỗ mà tôi có thể câu dây ra được. Còn ở đây thì nó hàn kín giữa giữa cái upper, giữa cái lower room và cái lõi phe trích rồi. Cực kỳ khó. Bây giờ nếu mà tôi nạy ra thì nó sẽ bị vỡ ngay. Sau vài tiếng mày mò thì tôi đã tìm ra cách quấn nó. Đối với những cái loại thông thường thì quấn dễ hơn, còn cái loại này rất khó tại vì nó không có cái lỗ đây mà nó cũng không có những cái rãnh nữa. Cho nên là tôi phải xỏ cái dây đồng qua cái lỗ này. Xỏ xỏ nó ra rồi xuyên qua đây. Rất là khó. Và tôi đã vừa quấn vừa dán keo. Thì tạm thời như thế này. Và đây chính là cái upper room của nó. Đây chính là cái cấu trên ha. Đây chính là các mép từ của nó nè. Nó có 6 mép. Thì đây chính là một cặp Y và C nè, chói và màu. Bên đây cũng vậy nữa. Tức là sẽ có một cặp chói, một cặp màu với lại cái cặp đối diện này, đó chính là dùng để xóa hình. Các bạn thấy là cái mép từ của nó rất giống với mép từ của Betacam. Sau khi hàn xong thì tôi đã móc dây đồng ra ngoài. Làm rất tốn thời gian. Bây giờ là 1:15 sáng. Đây là máy của chúng ta sau khi sửa xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test máy. Đây chính là cuốn băng mà đã được ghi ở chính máy này. Ta thấy là trên màn ảnh nó có một vài điểm bị nhiễu, đó chính là do chúng ta quấn thì cái biến áp lại nó không còn chuẩn nữa. Cái hệ số hộ cảm giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp không tốt, cho nên là cái việc ghi và đọc lại tín hiệu nó sẽ bị nhiễu. Tuy nhiên nếu như không có những cái vật nhiễu này thì hình ảnh của M2 có thể nói là ngang ngửa như Betacam SB. Hình ảnh rất tốt. Máy này cho ra âm thanh 4 kênh. Thì nó bao gồm hai kênh analog và hai kênh FM. Thì hai kênh FM này nó cũng giống như là hai kênh hi-fi vậy.